chú chó ở bản cắt cắt sau. Pa này vô cùng có duyên với hai đứa mình, rất là dễ thương và thông minh. Đây là anh lửng, anh lửng. Anh lực và chú chó. Thông minh nhỉ, em nuôi con chó gì được đấy. Lần đầu tiên hai đứa mình gặp mà chú chó này mà chú nằm im cho vuốt ve như là chủ của nó vậy. Như kiểu đã quen thân từ lâu lắm rồi ấy. Nhìn con chó ngồi cùng anh đẹp trai phết này. Cái này y con chó vậy, út rồi này. Quay mặt cùng giống nhau luôn này. Đấy chờ kìa, đấy. Nhìn giống anh phết, ủa nhìn cùng hướng anh luôn nhá. Anh nhìn hướng nào, nhìn hướng đấy luôn. Này. Đúng không? Đấy ơi, quay nhìn nhau cùng nhau luôn. Ôi này, cùng hướng nhau luôn này. Ôi anh cứ quay hướng nào, quay hướng đấy cơ. Em ơi, thông minh đấy. Này. Thông minh dã man luôn đấy. Kiki. Kiki. Chú chó này vô cùng giống với chú chó Ki ở nhà mình nuôi ấy. Nhưng mà chú chó Ki nhà mình bây giờ mất rồi. Ki nhà mình nuôi cũng được hơn chục năm. Mẹ. Nhiều thế. Thương kìa. Sau này mình có nhà, mình cũng sẽ nuôi một chú chó to như thế này, cũng màu vàng như thế này cho đáng yêu. Và gắn với mình cả một quãng thời gian tuổi thơ. Và đến khi lớn lên, các chú chó nhà mình đều đặt tên là Ki. Ki ở bản cát cát này thì dễ thương dã man luôn. Lần đầu tiên gặp mà anh ấy cứ ngồi yên để cho mình vuốt ve trìu mến này. Ngan đấy. Nhìn đấy, nhìn trìu mến lưu luyến ghê. Trong quá trình hai đứa mình đi về thì ngồi ở đây nghỉ, thấy cái nhà sàn đây đẹp quá, đang ngồi thấy chú chó chạy ra làm quen ngồi cạnh hai đứa mình, thế là vuốt ve như đúng rồi. Nè, cho xem mặt này. Nè, đấy. Thông minh đẹp trai, Phi ngắm đẹp trai không? Đẹp trai không? Có đẹp trai. Có đẹp trai nhu. Nè, đẹp trai chưa? Đẹp trai nhu. Em bị đẹp trai đây. Cái đoạn này là mình chuẩn bị ra khỏi bản cắt cát này, đoạn cuối cùng của cái bản cắt cát ấy. Mình thấy cái chỗ này thấy hay hay.